Quý các bạn, trên hình bạn thể thấy thì chiếc Samsung Note 20 Ultra màn hình rơi vỡ cho choét nhưng vẫn lên bình thường, vẫn cảm ứng được bình thường, đang chờ thay mới tại di động cao cấp Japan. Rơi rất là khủng khiếp, vỡ cả trước cả sau như này. Hiện tại di động cao cấp Japan có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Samsung Note 20 Ultra nói chung và phần màn hình cảm ứng của Samsung Note 20 Ultra nói riêng, thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp .vn cần một địa chỉ thay mới khắc phục full các lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng trên Samsung Note 20 Ultra. Các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp .vn. Chúng tôi có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác thiết bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp .vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship màn hình cảm ứng Samsung Note 20 Ultra đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.